Nhà khách là cháu trong gia đình của cô dâu. Xin cảm ơn chú đoàn bay lắc rất nhiều. Trời, và tiếp nối chương trình văn nghệ tối nay, xin giới thiệu quý vị một cặp đôi song ca tiếp tục trong chương trình để chúc mừng. Và xin mời tiếng hát của anh Trí cùng với Ngọc Lan quay trở lại sân khấu với ca khúc Sầu.